Thưa quý vị, nhắc tới Royal City, hẳn chúng ta còn nhớ khi trung tâm vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại ở đây khai trương, gần như đã tạo ra một hiệu ứng nóng trong cộng đồng dân cư Hà Nội. Nhiều người đua nhau đến đây để tận hưởng những giây phút vui vẻ trong các khu vui chơi hay các khu mua sắm đa dạng. Tuy nhiên, nếu sống tại khu căn hộ của Royal City, những cư dân ở đây còn được hưởng thêm nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Tấc vàng trong tầm tay ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn dự án Royal City, nơi trải nghiệm giá trị sống hoàn hảo. Khu đô thị phức hợp Vinhome Royal City nằm ở cửa ngõ chính phía tây nam thủ đô Hà Nội, tại số 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông huyết mạch kết nối nội thành Hà Nội với khu trung tâm mới sầm uất như đường Láng, đường Nguyễn Trãi, đường Trường Chinh, đường Tây Sơn. Vinhome Royal City sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 10 phút lái xe, cách sân bay Nội Bài 35 phút lái xe. Được ví như một thành phố châu Âu thu nhỏ, Royal City là một đô thị phức hợp hoàn hảo, nơi bạn được tận hưởng những trải nghiệm thú vị về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi trong không gian xanh, sạch và an toàn. Căn hộ đẳng cấp và sang trọng tại Vinhomes Royal City được xây dựng với kiến trúc mang phong cách hoàng gia châu Âu, sử dụng các tiện nghi công nghệ cao, hiện đại và an toàn cho cuộc sống của mỗi gia đình. Môi trường sống ở đây gắn liền với không gian cây xanh rộng lớn và quần thể các dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cư dân thành phố hoàng gia. Các tòa nhà Vinhomes Royal City đều có giải pháp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm. Đặt chân đến Vinhomes Royal City, một trong những điểm đặc biệt gây ấn tượng với bạn chính là kiến trúc vô cùng độc đáo. Khu căn hộ sang trọng nằm trong thành phố châu Âu cũng sẽ đưa bạn đến với lối kiến trúc mang phong cách hoàng gia châu Âu, sử dụng các tiện nghi công nghệ cao, hiện đại và an toàn cho cuộc sống của mỗi gia đình, nơi bạn sẽ tận hưởng không gian sống yên bình, cổ kính và tráng lệ. Vincom Megamall Royal City, tổ hợp trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam, phát triển theo mô hình Megamall chuẩn quốc tế. Một điểm đến, mọi nhu cầu, nhiều lựa chọn. Ngoài các khu vực bán lẻ, Vincom Megamall Royal City dành một diện tích lớn cho khu vui chơi với các hạng mục độc đáo như công viên nước trong nhà và các hoạt động bốn mùa đầu tiên tại Việt Nam. Quần thể sân băng thật trong nhà. Thế giới game với các trò chơi đa dạng. Kids City, thành phố thu nhỏ dành cho trẻ em đầu tiên tại Hà Nội, với các hoạt động vui chơi hướng nghiệp dành cho trẻ em từ 3 đến 15 tuổi. Thế giới ẩm thực gồm hơn 200 nhà hàng, rạp chiếu phim. Các căn hộ tại Vinhome Royal City có diện tích mặt bằng đa dạng từ 88,3m² đến 221,4m² với 39 loại khác nhau. Các căn hộ được bố trí nội thất hợp lý với nhiều phương án lựa chọn. Thiết kế nội thất của các căn hộ Vinhome Royal City rất phong phú và đa dạng, trong đó có hai phong cách thiết kế nội thất chủ đạo là phong cách tân cổ điển và phong cách hiện đại. Cư dân của chung cư Vinhome Royal City sẽ trải nghiệm một cuộc sống sang trọng, hiện đại với nội thất cao cấp bằng đá và gỗ tự nhiên.
hệ thống rèm cửa cảm ứng và tự động điều khiển từ xa, đồng thời tiết kiệm năng lượng. Hệ thống chuông hình ảnh, chốt khóa điện, cổng camera chip điện tử. Chưa kể đến hệ thống điện dự phòng đang được hoàn thiện với công suất có thể đáp ứng 100% nhu cầu của toàn bộ dự án trong trường hợp thành phố mất điện. Phong cách tầng cổ điển theo lối châu Âu được thiết kế xuyên suốt có hệ thống với sự hòa trộn giữa đường thẳng với những chi tiết hoa văn tinh tế, không gian dường như được mở rộng hơn. Phòng khách sử dụng gam màu trầm làm tông màu chủ đạo, tạo cho không gian một cảm giác ấm áp, mang phong cách nội thất sang trọng châu Âu. Bàn ăn phục vụ vừa đủ cho một gia đình lớn. Sự liên thông với phòng bếp tạo ra công năng thuận tiện, hợp lý. Bếp càng được nhấn mạnh vào phong cách cổ điển bằng những ô cửa nẹp mỏng và những ô pano đơn giản. Căn bếp trở nên rộng rãi, khu vực bàn đảo tạo cho bếp nhiều công năng hơn, giúp tận dụng tối đa diện tích. Màu sắc của phòng ngủ master được nhắc lại những tông màu ở phòng khách, thể hiện sự xuyên suốt trong phong cách thiết kế. Sàn gỗ và thảm sùi càng tôn lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Sự tinh tế được đặt nhiều vào đồ nội thất, nhất là giường, táp đầu giường và ghế nghỉ. Việc kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ điển trong nội thất đang là trào lưu được sử dụng nhiều trên thế giới. Trong thiết kế căn hộ Vinhome Royal City này, kiến trúc sư đã thành công trong việc tạo ra một căn hộ đậm chất hoàng gia nhưng vẫn đạt được sự đơn giản, mát mắt, không quá cầu kỳ. Với phong cách châu Âu hiện đại, Vinhome Royal City vẫn làm hài lòng khách hàng bởi cách thiết kế không cầu kỳ nhưng sang trọng. Phòng khách sử dụng nhiều chất liệu gỗ, từ kệ để tivi cho đến tủ rượu, nét đặc trưng của kiến trúc châu Âu. Gam màu đan xen xám và tối tạo nên sự sang trọng, không gian mở khiến căn phòng như rộng hơn. Bàn ăn với những chiếc ghế được thiết kế đơn giản, tạo cho căn phòng có phần thoáng. Tủ bếp không có nhiều họa tiết trang trí. Phòng ngủ được chú trọng vào cách đón sáng. Một điều dễ nhận thấy là với phong cách châu Âu hiện đại, gam màu sáng được sử dụng tối đa, các họa tiết rườm rà được loại bỏ, tạo cho không gian thoáng rộng và linh hoạt hơn ở từng góc của căn hộ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây, tức vàng trong tầm tay xin được tổng hợp tóm tắt lại toàn bộ thông tin về dự án Royal City. Thank you.
vườn Nhật Bản, không gian thư giãn và dưỡng sinh của cư dân sẽ được xây dựng trên mái của tòa nhà. Các phương án giảm tiếng ồn của hệ thống điều hòa trên nóc tòa nhà R3 cũng đang được nghiên cứu. Khu Clubhouse chất lượng 5 sao đang được xây dựng tại tầng 1, tòa nhà R4, nhằm cung cấp cho cư dân không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng hồ nước nóng có đường truyền dẫn dữ liệu về trung tâm quản lý sẽ được lắp đặt để thay thế cho các đồng hồ nước nóng hiện nay, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2015. Hệ thống điện dự phòng 100% công suất sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 20 tháng 6 năm 2014, đảm bảo cung cấp đủ điện cho cư dân trong trường hợp mất điện của thành phố. Đặc biệt, tuyến đường nối Vinhome Royal City với đường láng, bao gồm cả cầu sắt bắc qua sông Tô Lịch, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép chủ đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị này, đấu nối với đường ven sông Tô Lịch và xây dựng cầu nối sang đường láng. Thành phố sẽ chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng và giao cho chủ đầu tư xây dựng, thực hiện tuyến cầu đường này, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 2 năm 2015. Như vậy, trong thời gian tới, đường ra vào khu đô thị Vinhome Royal City sẽ được tiếp cận thuận lợi và thông thoáng từ phía đường Nguyễn Trãi, đường Láng và đường ven sông Tô Lịch, đường Nguyễn Ngọc Vũ. Có giá từ 37 triệu đồng một mét vuông đã bao gồm thuế VAT và nội thất đầy đủ. Các căn hộ tại Vinhomes Royal City được đánh giá đến tiêu chuẩn 5 sao, đúng theo tiêu chí xây dựng của chủ đầu tư. Để có thể được tận hưởng cuộc sống đầy phong cách, tiện nghi và đẳng cấp như tại Royal City, thì mức giá này lại là khá hấp dẫn. Chưa kể khi mua căn hộ tại Vinhomes Royal City, khách hàng còn nhận được rất nhiều những ưu đãi từ phía chủ đầu tư dự án. Vàng trong tầm tay ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem những thông tin chi tiết của nhiều dự án khác trong chương trình Tắc Vàng trong tầm tay trên kênh truyền hình đầu tư Invest TV VTV Cap 15. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.